anh em nào có như biết thì chơi nên mua dòng này ha, nó rất là đẹp ha, cái mẫu nó gì anh em ha. Đây nè, đây nè, khi mở nguồn lên nó có bóng đèn nằm đây nha anh em. Đó, Jupiter Aero 500. Anh em quay lại ha, quay là một cái này ha, bên này thì nó có cái hình nó gì nha anh em. Nói chung cặp này hiếm nha, lâu lâu mới có. Dòng lo này là gọi là lo có bắt tường neo nha anh em, bắt tường neo ha. Thì đầu tiên em làm vậy thì em sẽ hơi em test cái một bản test chất âm cho anh em nghe ha. Nó đây là lấy về xếp bên hông anh em. Rồi xong em quay lại hú sao ha. Mẫu này rất đẹp, mẫu này thật sự rất đẹp nha anh em. Đó, đó thấy chưa? Nè. Rất đẹp anh em. Đây. 510 hàng Wood A hạt man ha anh em. Này hạt man nha. Đây là series nè, series 500 ha. Còn đây là dòng này là chai điện nha, kim điện autovol nha anh em, điện autovol luôn ha. Này làm cho gõ cho anh em coi nè ha, 110, 220 ha, 24 ha. Bên đây là đường hai dòng này là Michina nha anh em. Nhưng mà nó bên trong thật sự nó những cái đồ xịn đồ Mỹ, đồ của Mỹ nha. Đó. Thì cái đường này đường lin, đường này volume rất nhỏ anh em á. Anh em ghim đường 6 ly và các 6 ly nằm đây, mà đường này đường ao ra. Ao ra mình truyền qua cái lò khác. Còn khu vực này mình cái mục này nè, mình tăng bát nè, tăng chép nè, tăng cút nè, rồi cắt nó, cắt thằng số bát. Nói chung mẫu này rất đẹp, mẫu này rất đẹp. Rồi đó anh em nhìn cái mẫu dáng đã chưa, rất đẹp nha. À, đây là về nói về cặp lo JBL Aeon 510 nha anh em, 510 ha. À, nhìn cực kỳ dáng cực êm luôn anh em. Thì hơi nữa em sẽ tháo về bên trong cho anh em xem coi cái cũ nữa ha. Thì nói chung kênh này thì em làm chủ yếu nói về mixer nha anh em. Lo này thì sẵn đây đang lên làm tí cho anh em coi nha. Lâu rồi không có làm video của bên cái kênh này ha. Lâu lâu làm lại cho anh em coi ha. Rồi xong bắt đầu em sẽ tháo về bên trong anh em ha. Rồi xong em sẽ test một đoạn nhạc cho anh em nghe nha. Và tiếp sau đây em test về cặp lo JBL Aeon 510 bass 25 bass từ neo nha anh em. Và đây là dòng lo liền công suất ha. Thì đầu tiên em test về chất âm cho anh em nghe ha. Này là em qua một cái volume G ở ngoài để em kêu là chuyện lớn nhỏ hỏi làm phía sau anh em ha. Đây thì quay là một cái cho anh em coi về liền công suất bên phía sau ha. Đây là lo liền công suất nha, đang mở điện này nha anh em ha. Thì hai cái giống nhau nha. Thì để em cho anh em coi ha. Tóm lại cái này hát rất hay nha anh em, cực hay không có dở được nha. Rồi đây em sẽ test nhiều bản nhạc cho anh em so sánh nha. Mời anh em nghe nha. Rồi mở đầm bài đầu tiên nha. Lên. À, anh em nghe nha. Này là volume lớn nhỏ anh em nè. Đây là con này cũng mắc kia nha anh em nè. Nè nhỏ nè, lớn nè. Này hát lâu đảo nha, cái bài hát não nha. Thì em mở nhiều đoạn cho anh em nghe nha. Đây, ghê lắm. Battle mode activated. Làm từng bài cho anh em nghe thử coi nó hay chỗ nào nha.
Rồi em qua làm từng bài ha, test bao bài cho anh em nghe nha. Con này rất hay anh em, hay nha. Nhiệm vụ này làm lớn nhỏ thôi anh em, cắt mút này kia nằm đây thôi. Nãy giờ những cái bài mà em test là những cái bài để test lo đó em, nó thông dụng nha anh em ha. Mở vài bài cho anh em nghe thôi ha. Bài này em ngưng nghe. Cho anh em nghe dứt âm đó ha. Bây giờ em sẽ đọ, em sẽ test cho anh một bản bản về nghe nhạc trữ tình nha. Rồi xong em sẽ kết thúc video ha. Cái, nói chung cái nhạc này hay anh em. Cái bài này nói chung bây giờ mấy cái này là đang là dòng lo này đang hot anh em, đang hay á. Rồi em sẽ mở cho anh em nghe một đoạn nha, hát nhạc trữ tình đó xong nha. Tại cố gắng làm video để cho anh em nghe qua, anh em để mua á. Để sau này về cho cửa hàng có anh em chọn mua ha. Này do nó đang quảng cáo, mình quay tí xíu nha anh em. Rồi mình